vừa đăng status tố kiều anh Hera report trang cá nhân, xin bị chửi thậm tệ, đàn ông tính đàn bà. Trên trang cá nhân, cựu sao Phun Louis, Nguyễn Khánh Sơn, hay còn biết đến là Xin, đồng đội cũ của Sáp Em, đã tiếp tục tố bạn gái là Kiều Anh Hera, có những hành động không thể chấp nhận được sau khi bị giả tung clip. Những ngày vừa qua status Nguyễn Khánh Sơn, Xin tố Kiều Anh Hera ngoại tình với 7 game thủ, và 2 lần có thai trong 3 năm yêu nhau, khiến cộng đồng liên minh huyền thoại Việt Nam sôi sục. Thậm chí Xin còn giả tung clip của hai người lên mạng. Hoảng sợ nên Kiều Anh Hera nhờ người lấy điện thoại Xin để xóa hết clip xong bất thành. Anh chàng cho biết clip còn lưu trong máy tính và dung lượng đến 9GB. Sau đó, nữ streamer đã phải đăng status phản pháo Xin và hy vọng cộng đồng nên nghe từ hai phía để hiểu rõ vụ việc. Kiều Anh Hera tố Xin sống ích kỷ, bỏ bê bạn gái vì đam mê. Bài bạc, từng đánh dập, dạ dẫm đến mức cô muốn tự tử. Câu chuyện cứ tiếp diễn không biết ai đúng ai sai, người trong cuộc thì lên tiếng tố nhau qua lại không có điểm dừng. Mặc dù bị khóa Facebook, nhưng Xin tiếp tục lập tài khoản Facebook mới chửi bạn gái cũ, và cho rằng cô bị chuyện anh nghiện bài bạc. Tao chơi bài thua mỗi lần vài trăm là điều bạn bè ai cũng biết. Tao sai với bố mẹ chứ sai gì với mày. Bài đặt bóc phút ngược mà không có bằng chứng thì ai tin. Thậm chí anh chàng còn lên tiếng tố Kiều Hara report Facebook cá nhân. Con Kiều Anh nó nhờ người report mình sao á các bạn. Yêu nó mới không chia tay mà nó lại làm vậy với mình. Sau khi đăng tải, những dòng trạng thái của Xin đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của động đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng anh chàng không đáng mặt đàn ông. Khi liên tục tố bạn gái, mọi chuyện cần có điểm dừng và kết thúc tại đây. Tranh cãi nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì. Xin tung ảnh cắt từ clip 9GB của bạn gái cũ Hera, dân mạng hả hê mãn nhãn. Diễn biến mới nhất vụ hot streamer Kiều Anh Hera bị bạn trai cũ, là cựu huyền thoại Phun Louis Xin tố cắm 7 chiếc sừng. Mới đây, Xin tiếp tục tung ảnh cắt từ clip 9GB của bạn gái khiến dân mạng hả hê. Hera Kiều Anh được biết đến như hot streamer có tiếng trong cộng đồng game online. Cô nàng thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo nhiều tựa game có tiếng, nhờ ngoại hình xinh xắn và dáng vóc nóng bỏng. Từng được mệnh danh là nàng thơ của giới game thủ, ít ai ngờ Hera lại bị chính người yêu 3 năm bóc phút và tung bằng chứng ngoại tình với 7 chàng trai. Theo những dòng chia sẻ của Xin, trong suốt thời gian yêu nhau, anh chàng đã nhiều lần tha thứ cho bạn gái, dù phát hiện Hera có hành động thiếu chung thủy. Nhưng giờ đây, dường như sự việc đã đi quá xa và không thể cứu vãn khi Hera liên tiếp cắm lên đầu anh đến 7 chiếc sừng bằng nhiều mối quan hệ thiếu trong sáng. Anh chàng nô quay, một. Trong những game thủ đình đám của đội game còn được chỉ đích danh là người khiến Hera có bầu. Ngay sau đó, Kiều Anh đã phản kích bằng một status khá dài và mùi mẫn, kể lại mọi việc theo góc nhìn khác, trong đó Xin là kẻ ham mê bài bạc, nhiều lần đe dọa khiến cô nàng phải tự tử, và nô quay cũng phủi sạch việc có quan hệ với Kiều Anh. Thế nhưng, sự việc càng nóng bỏng hơn khi vài giờ trước, Xin tiếp tục tung ảnh cắt từ clip 9GB của bạn gái cũ, bản ghi âm cuộc nói chuyện của Kiều Anh và Xin. Trong đó Kiều Anh Hera liên tục nhận lỗi về mình, cũng được Xin công khai trên mạng xã hội. Khỏi phải nói, thông tin này ngay sau khi được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng chao đảo. Việc Xin tung ảnh cắt từ clip 9GB của bạn gái cũ thực sự làm cho cơn bão ngày càng lớn, trong khi Hera vẫn giữ im lặng kể từ sau dòng trạng thái phản kích lại Xin sáng nay. Hiện tại, dân mạng vẫn đang sục sôi về câu chuyện và đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Xin vào bình luận bài thanh minh của No Quay. Xã thủ của Gam liền xóa ngay bài viết. Ngay sau bình luận của Xin, bạn trai Kiều Anh Hera vào bài thanh minh, nô quay liền xóa ngay bài viết. Tối 22 tháng 2, trên trang Facebook cá nhân của cựu sao Phun Louis, Nguyễn Khánh Sơn, hay còn biết đến là Xin, đồng đội cũ của Sáp Em, lên tiếng tố cáo bạn gái là streamer nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, lừa gạt tình cảm khi có những mối quan hệ thiếu trong sáng, trong khoảng thời gian 3 năm yêu nhau. Bài viết nhanh chóng nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bàn luận từ phía cộng đồng. Bức xúc vì bị kéo vào drama này, No Quay liền viết ngay một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân và phủ nhận không hề có mối quan hệ gì với nữ streamer kia cả. Trong bài viết của Xin, anh chàng có nhắc đến No Quay, hiện đang thi đấu cho Gam trong vai trò xạ thủ, đã khiến bạn gái mình có thai. Bức xúc, No Quay liền viết ngay một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân và phủ nhận không hề có mối quan hệ gì với nữ streamer kia cả. Về phần Hera, cô nàng này cũng tỏ ra khá cứng rắn,
đưa ra lời nhắn nhủ cùng cộng đồng rằng chuyện gì cũng cần nghe từ cả hai phía. Qua đó cũng gián tiếp phủ nhận những nội dung của câu chuyện trên. Cô cũng cho biết mình sẵn sàng đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật để làm sáng tỏ sự trong sạch của mình. Bài viết tồn tại cho đến khi chính Xin, bạn trai của Kiều Anh He ra vào bình luận, thì Nô Quay liền xóa ngay bài viết một cách khó hiểu. Cụ thể Xin viết, mày hèn thế nhỉ, có làm mà coi dám nhận à. Cái này là chính mồm nó thừa nhận với tao, ok. Đứa nào nói sai thì trời tru đất diệt, em không hiền thì em làm cờ cờ gì được anh thế hả Long. Ngay sau bình luận này, Nô Quay đã xóa bài thanh minh của mình. Hiện tại, bài viết thanh minh của Nô Quay trên trang cá nhân đã xóa. Liệu Nô Quay có ngầm thừa nhận có mối quan hệ với Kiều Anh Hera, hay anh sẽ viết tiếp một bài thanh minh đầy đủ hơn? Tất cả vụ việc về Xin và bạn gái sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh nhất có thể. Mời mọi người chú ý theo dõi. Sau Nô Quay, Rambo cũng tức tối lên tiếng về vụ Kiều Anh Hera, cháu chưa được miếng nào cả. Sniper của Eva Team cũng đã lên tiếng khi bị Xin nhắc đến là người đã có quan hệ bất chính với bạn gái, nữ streamer Kiều Anh Hera. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Van Rambo Bùi Đình, đã đăng tải dòng trạng thái thanh minh khi bị Xin nhắc đến trong bài viết bóc phốt bạn gái là nữ streamer nổi tiếng, Kiều Anh Hera. Theo đó, anh viết rằng mình chưa hề được miếng nào cả, và hy vọng cộng đồng đừng nhắc đến mình trong những bài viết sau. Theo như bình luận của Rambo, bản thân chưa từng gặp Kiều Anh Hera ở ngoài đời, thì không hề có lý gì lại có chuyện quan hệ nam nữ được. Anh còn bức xúc viết thêm, Kiều Anh cũng tâm sự với tôi một số chuyện của thằng Xin. Thằng ôn đấy cũng cờ bạc nợ nần đầm đìa, con Kiều Anh nó cũng trả nợ cho mà. Nói chung ông chẳng ghê bà chẳng gớm, đứa nào cũng sai hết. Chỉ khổ mấy thằng như tôi coi làm gì cũng dính tên vào thôi. Văn là chàng trai trẻ tới từ Hà Nội, sở hữu bản năng sniper cực kỳ sát thủ trong đột kích, nhưng ngoài đời lại cực kỳ thân thiện, dễ gần và là một đồng đội tuyệt vời. Thường xuyên tham dự các giải đấu lớn nhỏ và hiện tại, Rambo đang thi đấu cho đội tuyển chuyên nghiệp Eva Team. Rambo còn sở hữu những thành tích thi đấu đáng nể của bộ môn eSports đột kích từ khi còn rất trẻ, sinh năm 1996, như giải 3WCA 2015, giải nhất CFSI 2015, giải nhất CFS 2016, Á quân CFS 2017. Ngoài những thành tích này, Văn còn nổi tiếng là một vận động viên thân thiện, hài hước và khá dễ gần, nên việc anh chàng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fan hâm mộ, khán giả là hoàn toàn dễ hiểu. Dân mạng bức xúc khi đi du xuân, rời điểm du lịch, khách bỏ lại cả bầu trời rác thải. Những hình ảnh sân bay Vinh, thành phố Đà Lạt, tuyệt tình cốc, ngập ngụ trong rác thải sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khiến dân mạng ai nấy đều ngán ngẩm. Mỗi khi kết thúc nghỉ lễ hay sau màn bắn pháo hoa 15 phút, rác thải lại ngập tràn khắp mọi cung đường. Cảnh tượng đó có lẽ không mới lạ. Thế nhưng, khi cả một thành phố cùng chìm trong rác thì câu chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác hẳn. Mới đây, nhiều người không khỏi choáng váng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lại cảnh thành phố Đà Lạt xinh đẹp ngập ngụ rác thải sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày. Khách du lịch đến đây đón Tết và khi họ rời đi, phía sau chỉ còn lại rác thải. Đường phố bừa bộn, những thùng trống rỗng trong khi ngay cạnh đó là một bãi rác tự phát, công nhân gần như bất lực khi dọn mãi vẫn chưa hết rác vương vãi tứ tung. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Chia sẻ những bức ảnh này trên Facebook, nickname TH viết, cảm ơn các bạn đã để lại cho thành phố chúng tôi, thành phố được gọi là yên bình nhất trong những năm về trước. Còn bây giờ các bạn đặt chân đến tham quan du lịch, và hậu quả sau khi các bạn vui chơi, ăn uống là như thế này đây. Đà Lạt vốn nổi tiếng là nơi yên bình, mộng mơ. Thế nên những chia sẻ của cô bạn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Không chỉ chán nản về ý thức của khách du lịch, nhiều người còn tỏ thái độ lo lắng nếu như tình trạng này cứ liên tục xảy ra, thì thành phố này chẳng mấy chốc sẽ bị hủy hoại cảnh quan. Trước đó, khách du lịch đổ về Đà Lạt trong dịp Tết Nguyên Đán rất đông. Đến tối mùng 6 Tết, dù lượng khách đến Đà Lạt đã thuyên giảm, nhưng trung tâm vẫn còn khá đông đúc người và xe. Ngoài chia sẻ của TH, một số trang báo cũng cập nhật cảnh tượng đông đúc và xả rác vô tội vạ tại đây. Ở Tuyệt Tình Cốc, một điểm du lịch khá hoang sơ ở Đà Lạt, giới trẻ cũng kéo đến thi nhau chụp ảnh check-in và khi rời đi, đã để lại không ít rác thải. Những thông tin như vậy đang khiến hàng nghìn người bức xúc, nhất là khi chúng lại xuất hiện dồn dập, từ trên mặt báo đến các trang mạng xã hội. Không chỉ có Đà Lạt, mới đây,
nickname LC cũng chia sẻ trên Facebook cảnh tượng sân bay Vinh ngập ngụa rác thải. Cụ thể, quanh hàng ghế chờ ở sân bay là vô số vỏ lon nước ngọt, nước suối bị vứt lại nằm lanh lóc. Trên các hàng ghế, nhiều hành khách gục ngủ với gương mặt mệt mỏi và dưới chân họ là cả một bãi chiến trường. Một số người khác nhìn thấy rác ở khắp nơi nhưng vẫn khoanh tay tỉnh bơ. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên Facebook, những bức ảnh chụp tại sân bay Vinh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Ai nấy đều bức xúc và chán nản trước ý thức của những người có mặt lúc đó. Đầu xuân năm mới, chắc chắn nhiều người đang có kế hoạch du xuân, lễ chùa. Và có lẽ chúng ta nên nhìn lại những hình ảnh trên để một lần nữa, tự nhắc nhở bản thân dù có đi đến đâu cũng đừng vô tư xả rác bừa bãi. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.